Ăn bánh tráng trộn cho lắm rồi, yếu hoài không ra. Ủa? Trời ơi, đất ơi, đã quá đi. Ôi là trời, thối quá luôn. Mẹ, ăn cho lắm rồi, thối quá. Quá đáng thiệt. Lắp bằng một mớ giấy như vậy, đảm bảo ỉa đã luôn, không bị nước bắn trúng. Mười điểm. Theo tin tức mới nhận cho hay, gấu già đười ươi đã ăn hết cây cối trong rừng, cho nên không có cây để làm giấy. Giấy đang thực sự rất khan hiếm. Mình vừa mới làm cái gì vậy ta? Quá là hào tốn giấy luôn. Dạ. Sao mình bị táo bón người ta? Ủa? Vừa ẩy chĩa vừa xả, nước không bắn được vô đích. Theo tin tức chúng tôi mới nhận được, nguồn nước đã thực sự rất khan hiếm. Hãy bảo vệ nguồn nước của bạn và gia đình. Mình vừa mới làm cái gì vậy ta? Mình xả quá trời nước, hành động phí phạm nước. Ngàn câu hứa chẳng được gì, cuối cùng thì mình phải chia ly. Ai nấy cũng buồn, nhưng mình vui vì mình được đi ý. Hả? Nước đi đầy, mình chưa có kịp lường. Tha cho em đi anh ơi, em chỉ vừa mới địch thôi chứ chưa có làm gì hết, chưa có ra cục nào hết, chưa hề. Ủa, ra làm chi vậy?